mới Chúa ban cho những bình an của được tổ tiên chuyển cầu và nâng đỡ để năm mới này được rất là tốt đẹp và còn có bạn thân thân và cho chúng ta gia tộc bố một chàng xin mời anh và tôi đây. Vậy sau chương trình này kết thúc thì